Vâng, em xin giới thiệu tới mọi người một bộ dàn đến từ hãng Pioneer. Dàn rất đẹp, có đèn nháy này, lung linh. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm ạ. Đập vỡ cây đàn, dần đời đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn, dần đời bạc chất vô vôi, dần người đến đáo quên lời. Đập vỡ cây đàn, dần người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, chưa về quê thăm mẹ, từ độ xung thù giết nơi môi. Mẹ già rơm rơm tay gậy trố, tiếng con lúc trời hừng đông, và những ngày chiến thắng mẹ mong. Cơm say no lòng khi xa nhà, con mơ bếp hồng lời mẹ ru. Ngày hành quân xa bên đỏ núi, nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm chưa chiều quanh hiu, nhớ mong con đêm tóc mẹ này trắng. Vâng, âm thanh lời tiếng rất là sáng, bát chắc. Vâng, xin giới thiệu tới mọi người một bộ dàn đến từ hãng Pioneer, thương hiệu rất là nổi tiếng mọi người. Đấy, bộ dàn thiết kế với hai loa, hình thức thì mọi người nhìn qua video của em nhá. Đấy, qua một này có hai lỗ thông hơi, một loa con này có hai lỗ thông hơi. Đấy, bát có màng giấy và gân là gân vải. Vải loa đang đầy đủ lưỡi e căng, lưỡi e căng đầy đủ mọi người nhá, hai cái không có rách chuối gì cả. Đây là về phần loa. Còn về phần máy thì bọn này mọi người nghe cho em hiện tại là 3 tính năng: điện thoại, TV máy tính, đĩa CD và đài radio full tần số 108. Điện thoại, TV máy tính thì mọi người bấm hộ em nút Foundation nhá. Tức là chúng ta dùng chủ yếu bằng cái nút này. Foundation thì tiếng Anh đấy, em đọc không chuẩn lắm đâu nha. Foundation, cái nút đầu tiên. Chúng ta bấm thì cái nút màu đỏ này nó sẽ di chuyển này. Bốn chế độ này mọi người thấy không? Tuner nhá, tab này, CD này, video quả chéo 3x. Đó, đang sáng, hiện tại đang sáng video quả chéo 3x là để chế độ nghe điện thoại, TV máy tính. Đồng thời màn hình cũng hiện chữ video. Đó là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là đài radio. Đây, em bấm cho mọi người xem, cũng bấm nút Foundation nha. Bấm cái thì cái nút đỏ này nó sẽ nhảy lên cái chỗ tuner. Đấy, nó lên tuner thì bắt đầu chúng ta dò kênh. Đài thì mọi người xoay cái này của em. Đấy, cái bộ này dò đài này rất là tiện này. Chúng ta không cần phải bấm nút mà chúng ta xoay, nó rất là nhanh nhá. Đây, nó xoay rất nhanh này. Đó, rất là tiện nữa. Nộp đơn lên tòa án và yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo đúng quy định của pháp luật. Còn về mặt hình sự, trong trường hợp mà trốn tránh nghĩa vụ có thể bị truy cứu về trách nhiệm hình sự trong các cái trường hợp gây ra tình trạng cho con, ví dụ như là lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe, hoặc là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ. Đấy, hoặc là... đài rất là hay, nét căng luôn nhá. Ta có thể tăng giảm bát này, như cái nãy lúc đầu em có tăng này. Đây, tăng bát nhá. Bình thường mặc định nút bát là đây, nút bát đây. Chúng ta tắt đi thì nó sẽ chỉ có là P bát thôi. Chúng ta bấm lên thì sẽ có cái vành đỏ nó bao quanh nút bát. Đấy, là chúng ta đã tăng thành công nút bát. Rồi, tính năng thứ 3 đó là CD. Chúng ta không cần bấm nút này, chúng ta thao tác trực tiếp ở dưới đây, open close này. Chúng ta thao tác trực tiếp. Đây, mọi người bấm play của em nhé. Ta bấm play vào được.
lách bài này. Mình xem lách bài đây. Lách bài. Lách bài là bấm hai nút dưới này. CD thì em giảm bớt bass. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa xứ quanh tường, nhìn sang chùm nhớ thương thân, mơ ngày mai mưa đâu. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa tứ nhà nàng, ước cha thương đại khách, họ hàng cô bác yêu nghe, nhờ nàng hãy dừng tôi. Màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Đọc rất là nét, rất là mượt mà nhá, không có vấp váp gì cả hết. Đây là phần CD. Em lại tiếp tục chuyển qua phần máy tính. Bấm một cái nữa về video. Có phải em giận anh? Có phải em đó, rất là dễ dùng thôi. Để em đo kích thước nhá. Con này có tổng chiều rộng là 63, cao là 31. Rộng 63, cao 31. Và chiều sâu của nó sâu là 32. Đây là về phần kích thước. Em quay mặt sau người nhá. Hai thùng vách bằng gỗ mọi người, bằng gỗ hết. Cái mặt sau này. Đây, loa máy. Thùng vách đẹp rồi nha, góc cạnh nha. Mỗi loa công suất là 60W, trở kháng 6 ohm, 8 ohm, xin lỗi 8 ohm nhé. Và số xe đi là N52. Đấy. Loa bên này cũng vậy. Đấy, thùng vách rất là đẹp. Cái này tí bụi bẩn thôi mọi người, bám tí bẩn thôi. Thì em lau kỹ lại nhá, 52 này. Đấy, N52. Loa máy đẹp. Đây là mặt sau của máy này. Chạm loa đây. Mày cắm đúng màu xem mà được. Cái này dây anten là cắm cho em cái ở trong cùng nhá. Anten trong cùng. Đây là cắm dây 3.5 để chúng ta nghe điện thoại, TV và máy tính. Đấy. Số series của máy là 5424 mọi người. Công suất tiêu thụ điện là 121W. Made in Japan. Mặt sau rất đẹp. Mặt trước cũng vậy. Chơi rất là trưng bày. Vâng, và giá cả thì em để công khai cái góc phải màn hình đây. Ai có nhu cầu mua sản phẩm liên hệ với em nhá. Zalo số điện thoại của em, số tiền bảo hiệu đây, em danh audio 0976592986. Vâng, và em cũng xin phép được dừng video bộ này tại đây để chuyển qua bộ tiếp theo ạ.